Em tên là Nguyễn Thị Thanh Ngoan ạ. Dạ, năm nay em 25 tuổi ạ. Em tên là Nguyễn Nhân Thanh Tài. Em năm nay em 24 tuổi. Từ trước đến nay thì em chưa quen một ai hết. Hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Rồi có vậy là có khi nào hẹn hò rồi đi chơi nắm tay đồ gì dạ, chưa? Chưa ạ, tay em vẫn còn rất là sạch sẽ, chưa có ai nắm bao giờ chị. Ôi trời ơi. Theo thùa thì em không có tài, nhưng mà may vá thì thí dụ quần của ảnh bị rách thì em cũng vá được. Ồ, bạn trai quần có rách không em? Dạ không chị ơi. Cô anh ơi, cô anh, tôi nói cô anh nghe này nè, người miền Tây quê tôi á thật thà chất phác lắm. Tôi thương, tôi nói tôi thương à. Bởi vậy người ta nói cô ơi cô đừng đi lấy chồng về Tiền Giang bên dòng sông. Tôi ngồi hát cô nghe đất trời ơi, cô đừng đi lấy chồng để hai thằng bố cô họ lý cây bông. À, em tên là Đào Thị Nga, em 25 tuổi. Em tên là Nguyễn Thế Chỉnh ạ. Năm nay em 28 tuổi ạ. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Thứ nhất là hôi. Sao nó ngắn thứ gọn một chữ hôi vậy? Bên đây thơm. Thiệt không? Mình định bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì em muốn nhanh nhất là 3 tháng. Không được vượt ngày 27 tháng 9 năm nay ạ. Tại sao? Tại vì 30 là không cưới được vợ. Coi là coi tuổi rồi. Đó hả? À, biết đâu được em tiếp xúc với bạn đấy, thuần hóa được bạn ấy. Làm gì bạn ấy là gấu sư tử. Thuần hóa. Thì có thể bạn ấy suy nghĩ là ừ không sao, mà đàn ông mà 35 tuổi lấy chồng thì cũng không sao cả. Đàn ông 35 tuổi lấy chồng chết à?